có người đi luôn mấy bé. Là hỏi người ta thì nó là cái đứa quá rồi. Quẹo quá, rồi nó hỏi chở đâu thì chở cho. Biết sao giờ không có công an nó bé. Chở đồ ăn thì chở cho. Dạ trời ơi giờ này có nghe thằng nằm ở ngoài đường con đi luôn. Tay một thì không đó. Con chỉ chờ quá nhiều thôi cậu ơi. Tính ra mình không nói còn chở được không, con không cho được chị chở cho. Dạ con cảm ơn cậu. Thank you.
ở Đồng Nai, ở gần Quế 88 luôn á, giờ đây nè. Ok, bây giờ đây, bây giờ liền đi. Ở bên Mỹ mà giờ này được đi chơi mới lạ.
biển Vũ nè, ăn biên nè, ăn biên nè, ăn biên nè, thấy không, ăn biên đó nè, đây đó nè, chút lên nè, dòng điện nè, dòng điện nè, nè đồ wow. Chị xe là những người gặp những gương mặt vàng này, tao gái không mang mắt đi gì không à, nếu có tết hồi trước thôi dạ sao nó mình chạy về mình lấy đồ của mình đi hả. Dạ sao cô nói vậy? Em nào có chạy tới sắp về hay không? Em nói là... Ủa? Em nói là mấy người có sắp về ngồi qua đây chơi á. Vui lắm, năm vui chơi á. Mấy chú con mang ngủ hết trơn rồi. Nó lại đây trời mắt đáy quá thiệt chứ.
rồi hai cha không nổi nè coi. Tính giờ nãy giờ bị mắc kẹt, nó mắc đái quá à. Đi về đây ấy nè. Tao quay cận cảnh luôn mà má, tao quay cận cảnh luôn, tao quay cận cảnh luôn mà má lên xuống bây giờ, tao quay cận cảnh mà sao cận cảnh luôn được không?